Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe máy Suzuki mới nhất trong các tháng 1 năm 2021. Suzuki cập nhật rất nhiều bản xe máy mới, mức giá bán cũng rất ổn định, vẫn rất là bền và cạnh tranh các hãng khác đăng ký trên thị trường hiện nay. Cái chiếc xe máy Suzuki vẫn được biết đến từ rất sớm ở chị Việt Nam. Những tên tuổi dòng xe số đẳng cấp như là Suzuki B3 một thời còn khiến cho huyền thoại Harim phải kiêng nể. Rồi đến những cái chiếc xe con tay như Suzuki Sibor, đến nay cũng được dân chơi xe tìm kiếm và cảm thấy đây là cái niềm thích thú khi cầm lái. Hiện tại thì Suzuki đang cập nhật phân phối của rất nhiều các dòng xe khác nhau. Bên cạnh một vài cái dòng xe số bình dân như là B3, Revo, Asylo 125, thì hãng này còn có rất nhiều cái dòng tay ga đẳng cấp như là Isuzu 125Fi và Ares 110Fi. Cái điều đáng chú ý là Suzuki vẫn nổi tiếng với những cái dòng mô tô và những dòng xe con tài. Tiếng ngành trong đó, những dòng xe như Raider Fi, Intruder 110 và gia đình của Jeep Zip. Mới đây Suzuki cũng cập nhật cho màu mới của một cái dòng gia đình xe con tài, đó là Bandit 2021. Phiên bản mới nhất của gia đình là Intruder v.v. Xe máy Suzuki cũng rất ổn định, ít có hiện tượng bị trên cao giá nhiều hơn so với giá đề xuất. Để giúp các bạn xem tiếp có nhiều thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá xe của Suzuki mới nhất trong các tháng 1 năm 2021 như sau. Suzuki Freightliner FE 2021 phiên bản tiêu chuẩn, mức giá bán đề xuất là 49.200.000 đồng, giá bán lý chỉ còn có 49.000 đồng. Suzuki Freightliner FE 2021 phiên bản đen mờ, xanh mờ, đỏ đen mờ, mức giá bán đề xuất là 50.000 đồng, giá bán lý là 51.500 đồng. Suzuki Sachi cái bản 2010, mức giá bán đề xuất là 52.000 đồng, giá bán lý là 52.500 đồng. Suzuki CD 110, mức giá bán đề xuất là 28.500 đồng, giá bán đại lý là 28.700 đồng. Suzuki ZX-R 1500, cái chiếc Suzuki ZX-R 150 2020, mức giá bán đề xuất là 75.000 đồng, giá bán đại lý là 75.500 đồng. Suzuki ZX 150 Bandit 2001, mức giá bán đề xuất là 69.000 đồng, giá bán đại lý là 69.000 đồng. Suzuki Intruder 150 2020, mức giá bán đề xuất là 90.000 đồng, giá bán đại lý là 89.000 đồng. Suzuki Isuzu FE phiên bản tiêu chuẩn, mức giá bán đề xuất là 31.400 đồng, giá bán đại lý là 31.200 đồng. Suzuki Isuzu FE phiên bản Extra, mức giá bán đề xuất là 31.500 đồng, giá bán đại lý là 31.500 đồng. Suzuki Isuzu FE phiên bản DM, mức giá bán đề xuất là 32.000 đồng, giá bán đại lý là 31.500 đồng. Suzuki Ares FE phiên bản tiêu chuẩn, mức giá bán đề xuất là 28.300 đồng, giá bán đại lý là 28.000 đồng. Suzuki Ares FE phiên bản DM, mức giá bán đề xuất là 28.800 đồng, giá bán đại lý là 28.500 đồng. Suzuki ZX-S 1000 phiên bản tiêu chuẩn 2010, mức giá bán đề xuất là 399.000 đồng, giá bán đại lý là 397.000 đồng. Suzuki ZX-S 1000 phiên bản tiền nhám 2010, mức giá bán đề xuất là 402.000 đồng, giá bán đại lý là 400.000 đồng. Suzuki Wechung 1000, mức giá bán đề xuất là 419.000 đồng, giá bán đại lý là 419.000 đồng. Suzuki CZ 110, mức giá bán đề xuất là 64.000 đồng, giá bán đại lý là 64.000 đồng. Suzuki ZX-S 110, mức giá bán đề xuất là 69.400 đồng, giá bán đại lý là 69.600 đồng. Lưu ý, giá xe thực tế còn tùy vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy tiếp tục nhấn like, subscribe.